Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đào một đồng coin có tên là BNDX nha các bạn. Thì hiện tại đồng coin này nó đang được bán free sale. Thì các bạn có thể mua qua là token ADA này, ETH, LTC và BTC nha các bạn. Thì đây là trong web của dự án này các bạn. Nó có đầy đội ngũ của nó nè. Có wrapper nữa các bạn. Giờ có danh sách trắng này nọ đồ các kiểu các bạn, Telegram, Liquid đâu nè. Thông tin của dự án này rất là rõ ràng nha các bạn. Thì để đào được con token này thì các bạn cần lấy chiếc phần link mô tả dưới video mà cái link website của nó các bạn. Sau đó các bạn nhập vào ba cánh cùng nữa các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Sao không thấy gì chúng ta? Nếu mà các bạn nhập vào cánh cùng không thấy hết thì bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn chờ các bạn lướt qua quảng cáo nữa các bạn. Rồi các bạn lướt qua thì các bạn sẽ thấy được chữ AppSoil hoặc là Google Play nè. Thì các bạn hệ máy của tất cả các bạn, hệ điều hành nào thì các bạn nhấp vào đó các bạn. Ví dụ như hệ điều hành của mình Android thì các bạn nhấp vào Sysplay nè các bạn. Rồi các bạn download app vậy các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đã có trên 10.000 lượt tải rồi các bạn. Rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Các bạn tải chưa được trong vòng 30 giây nó là về các bạn. Rất là nhẹ luôn. Rồi sau đó các bạn download app xong thì các bạn mở cái app mình lên các bạn. Mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha các bạn. Dạ hướng dẫn các bạn đào con token luôn. Thì vào thì có hai vậy, một sign up và một login. Thì bạn chưa có tài khoản thì bấm vào sign up các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn đăng ký bằng địa chỉ email mình đi các bạn. Chờ tôi đi. Các bạn đánh email mình vào nè. Dòng thứ hai thì bắt buộc các bạn tự đặt nha các bạn. Rồi các bạn đánh mật khẩu và xác nhận mật khẩu xong thì bấm cho sign up nè các bạn. Để mình lướt cấp tra các bạn. Rồi bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Cái này chữ gì ta? Cái chữ Safit là cái đèn giao thông nha các bạn. Rồi các bạn bấm verify. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau khi bấm vào verify xong thì nó sẽ gửi về cho tất cả các bạn một cái địa chỉ email các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ email của tất cả các bạn ra nè. Rồi nó sẽ gửi về cho bạn một cái địa chỉ email của các bạn dẹp thứ 9 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một login thôi các bạn. Sao về đi phải mail này mà để cái hình này ta. Rồi các bạn bấm vào login các bạn. Sao mà nó để kia nó kêu điền cái mã code mà sao nó gửi về cái đường link ta. Mình cũng không hiểu luôn. Về đi phải mail. Xin nha các bạn cứ việc nhấp vào có một cái đường link này nè các bạn. Rồi như vậy là verify xong rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up cái app lại đi các bạn. Bạn mở app ra nè. Rồi bạn bấm skip bỏ qua đi các bạn. Rồi bạn bấm vào continue nè. Rồi các bạn login vào nữa các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Rồi đây thì cái mã code này thì các bạn để mình có để cho phần link mô tả dưới video cho các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái mã code này, máy giới thiệu này mình của mình, các bạn copy vô đây các bạn. Còn đây thì update username này. Thì các bạn chọn một bức ảnh nào làm đại diện cho các bạn nha các bạn. Để mình chụp bức ảnh các bạn. Rồi mình tải lên một cái bức ảnh các bạn. Ok, sao không được ta. Rồi cái bột này thì các bạn tải lên bức ảnh dưới 3 mê các bạn. Thì mình dán cái mã giới thiệu vào đây. Sorry các bạn, cái mục này là cái mục giới thiệu của mình nha các bạn. Các bạn copy cái mục này để các bạn chia sẻ trong bè và người thân các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục Enter nè các bạn. Ok. Rồi tự động nó sẽ quay nha các bạn. Rồi các bạn mục Invite xanh nè. Cái mã giới thiệu của mình nè. Rồi sau 24 giờ thì các bạn cứ việc vào đào người ta các bạn. Rồi cái mã giới thiệu rồi. Vào setting nè. Rồi mã giới thiệu mình đã liên kết cho tất cả các bạn luôn rồi. Các bạn khó nhập đi chứ. Invite pin. Set tên. New home. Profile. Các bạn vô đây các bạn đặt tên cho các bạn nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Sau 24 giờ các bạn cố gắng vào đào các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.